Tất cả những thứ này từ đầu tới cuối đều là thứ mẹ muốn, không phải là điều con muốn. Mẹ muốn con tốt hơn là lỗi mẹ sao? Mẹ nhắc nhở hỏi han con tâm con mẹ sai sao? Con mệt rồi, con muốn sống lên chính con không muốn làm giấc mơ của mẹ nữa. À! Dạ, thưa dì con mới đi học về. Mà sao trễ rồi, dì không lên trên phòng nghỉ ngơi đi dì? Dì bị sao hả dì? À, không sao đâu. Dì chờ con đi học về rồi mới yên tâm. Mà hôm nay học sao rồi con? Dạ, con học ổn lắm dì. Nhưng mà con thấy sắc mặt của dì kém quá. Hay là để con đưa dì đi khám nha. Thôi, tuần nào cho đến đó vài lần. Để mấy nữa dì lên sau. Phải chị lúc trước dì cũng bình thường như bây giờ thì em đang đâu có ra nông nổi này. Có lỗi với mình mà lại bù đắp với người khác. An, mẹ nhớ con. Sao ngày trước mẹ không như thế, bây giờ mới nhớ Nhung? Làm sao để con tha thứ mà về với mẹ đây con? Thôi, bây giờ con đang sống ổn lắm. Mẹ, mẹ em sao đấy? Dì bị sao vậy dì? Thuốc gì để ở đâu? Anh ơi! Thuốc mẹ em để ở đây này! Thuốc này gì? Từ từ đi. Ngày 13 tháng 4, tôi cũng không thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu mẹ đánh tôi vì chuyện học hành. Làm sao để mẹ hiểu được cái tương lai mà mẹ muốn cho tôi thật chất chỉ là đam mê còn đang dang dở của mẹ. Từ khi nào con cái phải mang lên mình trách nhiệm hoàn thành ước mơ của phụ huynh vậy? Nếu như vậy tôi thà rằng mình không được sinh ra, bởi vì tôi thật sự mệt mỏi rồi. Hóa ra, bao lâu nay mẹ chưa thực sự hiểu con, chỉ là mẹ ngộ nhận. Không ai hiểu con hơn mẹ. Mẹ cứ nghĩ mẹ ép buộc con, thúc ép con nhiều hơn thì con sẽ cố gắng và có tương lai tốt đẹp hơn.
con làm sao biết được. Khi con nghĩ rằng bản thân mình làm như vậy là nhẹ nhõm, thì người đau gấp trăm lần lại là mẹ. Con làm sao biết được. Khi con nghĩ rằng bản thân mình làm như vậy là nhẹ nhõm, thì người đau gấp trăm lần lại là mẹ. Con cảm ơn dì. Hết năm nay là con đi thực tập rồi nhỉ? Dạ đúng rồi. Con đi thực tập xong làm báo cáo nữa là tốt nghiệp rồi đó dì. Con chọn ngành du lịch ấy, dì thấy rất bấp bênh mà. Ba mẹ con nói gì sao? Dạ không. Con rất là may mắn, ba mẹ rất là hiểu con. Ba mẹ không những không nói mà còn luôn tôn trọng và ủng hộ những quyết định của con nữa. Alo. Dì á, dì đang ở đâu rồi? Dì, sao dì ngồi đây mà con gọi dì không nghe máy? Có chuyện gì vậy? Dì tắt máy, dì không để ý. Bác sĩ báo an tỉnh lời rồi, con dì mau vô xem như thế nào đi. Đi thôi con. Con gái của mẹ, con tỉnh lại rồi. Con bé này, mọi người lo cho em nhiều lắm, nhất là mẹ em đó. Thôi, không sao là tốt rồi. Ngoan, con nghỉ ngơi đi nhé. Mau khỏe lại rồi mà, về thực hiện ước mơ của mình nữa chứ.